Chiều ngày 29 tháng 7, theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, khoảng 36.000 khán giả đã đội mưa tham dự đêm diễn của 4 cô gái đến từ Hàn Quốc. Khán giả chủ yếu là các bạn trẻ với trang phục hồng đen, màu sắc đại diện cho nhóm nhạc nữ K-pop, đồng thời trang bị các vật phẩm như băng rôn, áp phích và quạt mini. Đúng vào giờ biểu diễn, cơn mưa lớn tạnh hẳn làm cho màn trình diễn của các cô gái đến từ Hàn Quốc thêm sức nóng. Trên sân khấu, 4 thành viên Blackpink tương tác với khán giả bằng nhiều hành động, biểu cảm như thả tim, tạo ký hiệu trái tim. Sau các ca khúc quen thuộc cùng vũ điệu quyến rũ, nhóm nhạc Blackpink bước vào phần giao lưu cùng khán giả và gửi lời chào bằng tiếng Việt, xin chào Việt Nam, khiến khán giả vỡ òa. Hà Nội là điểm dừng chân cuối cùng của nhóm tại châu Á, trong khuôn khổ tour lưu diễn toàn cầu Blackpink. Đêm diễn thứ hai dự kiến có khoảng 31.000 người.